Chào sếp. Chào anh Tinh. Mời mời mời. Mời anh Tinh. Uống trà. Có trà ngoài Hà Nội gửi. Trà Thái Nguyên nè. Ông Sáu đi về là ông gửi cho tôi. Uống thử coi. Trà đi. Trà ngon ha, đúng là danh bất hư truyền. Sao anh Tư qua đây có chuyện gì không anh Tư? Có đó anh Sáu à, anh xem qua cái này đi rồi tôi sẽ trình bày lại với anh sau. Chuyện gì mà quan trọng mà tới đích thân giám đốc công an mang qua cho tôi đây? Sao có chuyện này được? Tôi cũng rất buồn khi phải nói với anh chuyện này. Anh đã xem kỹ chưa? Kiểm tra hết chưa? Coi còn có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Tôi đã rà soát kỹ rồi anh Sáu à. Các anh em trong ban chuyên án cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vụ án này nên đã hết sức cẩn thận trong lời khai của đương sự, không thể có sự nhầm lẫn được. Tôi đã báo chuyện này cho anh Bảy bí thư biết chưa? Tôi đã nói rồi. Anh nói sao? Anh nói nếu quả thật đúng là như vậy thì phải truy tố, không còn cách nào khác. Tôi biết anh Bảy hồi lúc anh còn làm chính ủy trung đoàn. Sau khi nghe tôi ngồi báo cáo, anh lặng lâu một lúc rồi nói: trong chiến tranh cán bộ cao cấp hy sinh rất ít, còn bây giờ viên đạn bọc đường của thời đại kinh tế thị trường dễ dàng hạ gục những cán bộ có chức có quyền. Mà lẽ ra nếu như họ cẩn thận cảnh giác một chút thì có thể tránh khỏi. Mấy năm gần đây riêng ở tỉnh ta đã xảy ra hơn mấy trăm vụ án về kinh tế, mà trong đó hầu hết là cán bộ có chức có quyền không? Gần như phổ biến là như vậy. Các bọn tội phạm kinh tế sẽ hoạt động không có hiệu quả nếu như không có sự tiếp tay của các cán bộ nhà nước, và đặc biệt là các cơ quan có chức năng quyền lực và có mối quan hệ với chúng. Vấn đề là tâm bắt một cán bộ một cách lặng nhất. Đúng như ông bà ta thường nói, đi sông đi biển không chết, mà chết vì lỗ chân trâu. Xin lỗi.
của điện thoại. Alo. Tôi số giỏi đây. Dân. Hồ sơ tôi nhận rồi, tôi xem xét có gì rồi tôi sẽ báo cho Cang. Tôi có khách nha. Xin lỗi. Anh Sáu. Bây giờ tôi có việc phải đi. Tôi biết tình cảm của các anh đối với nhau. Nhưng mà pháp luật là pháp luật. Bây giờ tôi phải lên tỉnh ủy họp gấp. Nếu có gì cần hỗ trợ, anh gọi cho tôi nha. Anh yên trí, tôi hiểu. Tôi xem xét xong rồi tôi điện thoại cho anh. Xin gặp bà Đấu à? À mày hả? Mày qua phòng tao liền bây giờ. Qua phòng tao nè, ngay bây giờ đi. Không nói chuyện trong điện thoại được đâu. Mày qua đây liền đi nha. Ừ, qua liền. Gì mà kêu tao qua gấp quá vậy? Có chuyện gì không? Có chuyện động trời. Mày lúc nào cũng động trời không à? Sao? Chuyện gì? Chuyện gì? Để em coi này. Gì vậy? Gì mà mày làm ra vẻ quan trọng dữ? Cái dám đánh bại Campuchia, mắc nợ 100.000 đô, ký khống giấy tờ đưa kẻ xấu lợi dụng bảo thủ tiền nhà nước hàng chục tỷ, bao che sai phạm của những doanh nghiệp làm ô nhiễm môi trường. Nhưng cái chuyện này nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm. Ăn thua gì mày ơi? Ăn thua gì đâu mà mày tên đây nè. Mà mày cái gì mà mày quan trọng dữ? Chiến đó. Chiến à? Rồi bây giờ mày tính sao? Tao cũng không biết làm sao. Đích thân giám đốc công an tỉnh mang qua. Nhưng mà mình làm cách nào để gỡ cho nó chứ? Tao bây giờ cũng chưa biết làm sao. Kêu mày qua đây để có bàn bạc có cách nào hay không. Nói gì thì nói, thì bây giờ hai chiến với tao với mày cũng là chí cốt với nhau. Có cách nào không? Khó lắm. Hết cách rồi. Bên công an người ta đã lập hồ sơ rồi, đưa qua đây coi như có nhân chứng vật chứng rồi. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Thằng Chiến phải thành khẩn nhận tội.
không được quanh co thì mới hy vọng hưởng được sự khoan hồng của luật pháp. Nhưng trước hết á, cứ kêu nó qua đây đi, rồi kêu nó nói tất cả mọi sự thật, rồi mình coi thái độ của nó như thế nào. Lúc đó đó, tao với mày mới tính tiếp. Kêu nó qua đi. Để tao điện thoại. Khoan, để tao kêu. Alo, Hai Chiến hả? Ba Đấu đây. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh đây. Bây giờ á, qua bên đây đi. Chỗ Sáu Giỏi đó, tao với thằng Sáu Giỏi đang muốn gặp mày. Qua liền nha, tụi tao đợi nha. Ở cơ quan. Đó, mày thấy không? Bây giờ ngay cả cái tên của tao với mày á, mà nó không nhớ nữa. Cuộc đời ngẫm nghĩ có nhiều điều á, mình không thể nào lường trước được. Ba thằng bạn chiến đấu ngày xưa cùng giàu sinh ra tử, sống chết có nhau, bây giờ phải đối mặt với nhau. Biết làm sao được khi sự việc xảy ra ngoài ý muốn của tụi mình. Khi đất nước mở cửa thì mọi người đều nghĩ rằng sẽ tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Đúng, có tốt đẹp hơn trước á, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy đâu. Đây nè, mấy năm nay trong tỉnh mình quẩn đi quẩn lại cũng ba cái chữ tình tiền tù tội, mà toàn là cán bộ có chức có quyền bài học nhãn tiền như vậy, nhăn nhãn như vậy mà không ai ngán hết trơn á. Vừa rồi á, tao có đọc một bài báo đàn bà sau lưng các quan tham ở Trung Quốc á. Cái thẻo đất bất tri kỷ nhân canh đó, vậy á mà nhiều người quan tham á vẫn cứ phải là vướng đứng giữa cột bịt mắt liên tục vậy á mày, nhiều thằng chưa thấy ngán nữa nghe. Ở ta thì cũng vậy, luật pháp không theo kịp diễn biến phức tạp của thời kỳ cơ chế thị trường, cho nên mới tạo ra rất nhiều kẽ hở. Nói gì thì nói, vẫn là do suy nghĩ của con người thôi, ý thức của con người. Ngày xưa ba đứa mình chiến đấu cũng là những con người đó, chiến đấu chống lại kẻ thù thì chiến thắng. Còn bây giờ thì cũng là những con người đó, chiến đấu chống lại kẻ thù giấu mặt thì lại bị thương vong. Thật là đáng xấu hổ mà. Alo, có kẻ lạ mặt đột nhập nha. Chà Sáu Giỏi. Bà Đốc, khỏe chứ? Phong độ dữ nha. Chào nghiêm trọng vậy? Chào Phó Chủ tịch. Căng thẳng vậy, viện sẽ viện trưởng gì kiểm sát. Thôi, lâu quá mới gặp lại. Ba mình ôm thật chặt hết coi. Nhớ thời kỳ chiến đấu luôn nè, đúng không? Coi vậy đó, vụt một cái, thời gian qua vượt ngưỡng cửa ngũ tuần rồi. Thì bây giờ đứa nào đứa nấy tóc muối tiêu hết trơn rồi. Vậy á, mà có đứa còn ngu á. Thôi nghe, gặp là muốn đấu phải không? Uống trà. Viện trưởng viện kiểm sát uống trà ngon lắm. Tôi thích trà thôi. Thấy chưa,
không chịu nghe. Nói bao nhiêu lần rồi, lấy cái miếng đạn trong người cho đi, không chịu lấy. Tao cũng đi coi rồi, bác sĩ nói nằm cạnh bên tâm thất, mổ thì rất là mất công, tốn rất nhiều thời gian. Mà tao thì bây giờ chưa có rảnh. Và những lúc trái gió trở trời nhức lắm phải không? Cần gì trái gió trở trời. Mỗi lần mà nhắc tới hai chiến á, cái nó bệnh nặng liền. Vậy là sao? Nãy giờ tôi để ý không nghe. Ông móc tôi hoài nha. Không lẽ kêu tôi qua đây móc lò tôi phải không? Sao giỏi? Đưa cho nó coi đi. Đưa đi. Gì nghiêm trọng vậy? Được qua hồi nào sao giỏi? Mới vừa thôi. Có đúng không? Nhưng mà tao bị cày bẫy. Trước giờ tao đã nằm trong tầm ngắm mà tao không hề hay biết. Cái điều quan trọng là họ nói trong này có đúng không? Có đúng không? Nhưng mà tụi bay hiểu cho tao. Tao bị cày bẫy. Tao bị cày bẫy mà. Kể đi. Nói đi. Tao, mày và ba đấu là ba thằng bạn đã từng giàu sinh ra tử ở chiến trường, xem nhau như ruột thịt. Mày có biết mày đã làm gì không? Come on.
đến nước này thì ta không giấu nữa. Ta sẽ kể hết. Sẽ kể hết. Cái phi vụ nào có cái con mồi nào mà anh Hải với chị Yến nhà mình nuốt không trôi không? Ờ, đúng. Đó, giờ không là sắp. Vụ gì? Giờ cái đầu mày chứ giờ. Mày gì đó giá. Xui xẻo bậy bạ không à. Ờ, tao nói mày. Đứng cho miệng mình tao một cái. Gì vậy anh? Anh Hải ra kia. Dạ. Dạ, 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 em chào anh Hải. Dạ, dạ, dạ. Hải đâu? Không đâu anh. Mà ra không có hả? Chết tụi bay hết. Trời ơi, giỡn kỳ cục với ông nội. Bởi. Anh Hải. Dạ, em chào anh Hải. Tụi bay tính nó quăng miếng rồi. Dạ anh Hải anh nè anh đang nghe thấy lầm tụi bay về xong hết chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Hay quá, tao một chai tụi bay cũng một chai. Dạ này khách cũng dư. Dạ khách cũng dư tụi em muốn. Dạ dọn dẹp hết đi, đi vô lo công việc cho tao. Dạ, dạ. Nhớ là phải cẩn thận hết mọi thứ. Dạ rồi. Rồi tụi bay sẽ được thưởng. Dạ không anh, thưởng nhiều quá thì làm nhiều thưởng nhiều, làm ít thưởng ít. Dạ đi vô đi. Dạ hiểu, dạ hiểu. Đi 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 đi. Không ập. Dạ có em anh. Chuyện nó giảm hay sao rồi? Đã xong xuôi hết à? Em đã thấy rồi. Thích thì chạy. Nhớ là phải theo sát kỹ anh Trang.
đó là một đối tác làm ăn rất lớn, rất quan trọng của mình. Mày vào mày ổn với tao. Ok. Mọi chuyện rất tốt, tôi đã đưa hai chiến vào đây và bây giờ đang ở trong sòng bài. Tốt lắm. Nhưng có chuyện này xảy ra đây, theo tôi cảm giác được thì ông hai chiến chúng ta không sử dụng bằng tiền được đâu nhé. Không mua được bằng tiền à? Đúng, phải làm một cách nào khác thôi. Bằng sắt, bằng gái. Trong đám lính của em không có cô nào đủ lực để mua đứt hai chiến đâu. Đúng. Chỉ có một người. Ông muốn nói? Chẳng lẽ lại là cô Yến? Tôi không đồng ý. Ông nên nhớ Yến là người của tôi. Không phải người của tôi đâu, mà là người của chúng ta. Chỉ cần 5.000 đô thôi đã ngã vào trong tay của tôi rồi, chú Hải à. Ông mới nói cái gì? Chú Hải. Tiền gái. Tất cả trên đời này tiền gái. Muốn mua bất cứ cái gì cũng được. Anh nhắc lại cho chú Hải, anh rất cần hai chiến đứng sau lưng để chống lưng cho anh. Bằng bất cứ giá nào, chiến về trong vòng tay của anh, mặc dù tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng cái này không phải là chuyện là tiền. Yến với tôi là Yến với tôi, Yến và anh cũng với tôi. Thôi, chuyện làm ăn dẹp bỏ đi, ráng giúp cho anh. Thành công rồi, anh không quên ơn chú Hải đâu. Nhớ nha. Thằng Quang. Dạ. Dạ. Mày gọi cô Yến ra đây. Cô Yến hả? Dạ. Em thấy ông Hai Chiến chứ? Thấy. Ông ấy đang làm gì? Đang ăn, đổi tiền trọng á. Thanh có nhiều không? Cũng nhiều. Mà có chuyện gì không? Có một chuyện như thế này. Anh với ông Chen mới vừa bàn công việc với nhau, thì đang định nhờ em sẽ làm giật thế hơn, để chúng ta có thể đưa ông Hai Chiến vào trong một cách gọn nhẹ nhất. Cái gì? Anh đùa với em hả? Anh có bao giờ biết nói đùa? Sao vậy? Ngần ngại hả? Anh nghĩ cái chuyện này cũng giống như là cái lúc mà em đưa 5.000 đô bỏ vào trong túi của mình rồi ngã vào lòng ông Chen. Giống nhau hết. Nói thẳng ra đi, em cần bao nhiêu? 20.000 đô. Ok. Vào trong, anh sẽ chuẩn bị tiền cho em. Mập. Cần mập đâu? Dạ. Dạ. Ủa anh Hai kêu anh Mập chứ vậy? Anh dặn theo ông Chen mà. Ờ. Rồi anh sai gì sai em luôn, em làm cho.
mày gọi Hai Chiến ở đây. Ông Hai Chiến hả? Là cái ông cao cao ở bàn số 5 phải không anh? Dạ dạ em biết rồi. Chào ông anh của tôi. Em ở đây. Thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? Hey, nhận ra không? Không nhận diện được. Nếu như em không chính tay chọn lựa những vật dụng này thì có lẽ không bao giờ nhận diện ra được anh. Mời anh. Xin mời. Sao? Anh thấy mọi việc ổn chứ? Vui vẻ ha? Ừ. Từ nãy giờ nghe nói là anh Thắng rất là đậm. Mời anh. Rồi, xin mời. Thấy sao? Nãy là anh tăng rồi, bây giờ vô ly nữa nghe nó sần sần rồi. Sần sần cái gì ba cái rượu này? Chắc là do anh say men chiến thắng đó. Mà công nhận nha, em chưa thấy ai mà đỏ như anh. Đặt bằng nào là thắng bằng đó. Đỏ gì đâu mà đỏ, mới có hơi đỏ đỏ thôi chứ chưa đỏ lắm. Đỏ chứ, em thấy như vậy là rất là đỏ rồi. Tất cả các tay mà đi chơi cùng với anh đợt này nè, người nào cũng ké với anh, mà đặt một lần mấy ngàn, thắng rất đậm, anh thấy không? Đó thì họ đặt đậm hoặc thắng đậm, còn mình là chơi vui thôi chứ đâu phải dân chuyên nghiệp đâu. Chút chuyên nghiệp không chuyên nghiệp gì anh ơi, anh thấy em nói không, bên này người ta mở cửa như vậy mới gọi là xả láng, chứ đâu như bên mình mở cửa như vậy mới gọi là mở cửa. Cơ chế thị trường mà, mình cứ đóng thuế đầy đủ, mọi thứ sòng phẳng, mình sẽ chơi một cách thoải mái mà chẳng thằng nào con nào dòm ngó mình hết. Vô anh. Ừ. Chắc rồi. Em muốn cho anh chứng kiến thực tế nên mới mời em qua đây. Anh thấy mọi việc bên đây thế nào? Thoải mái đúng không? Bây giờ thấy lời nói đúng chưa? À thì đúng đó. Nhưng mà nè, ở đây là vấn đề kết hợp. Sẵn cái đám giỗ ở bên cầu phải không? Đúng rồi. À rồi xịt qua đây chút xíu cho nó vui. Gọi là góp một chút vốn rồi mà. Biết thêm nha mà, có gì mình đối phó ha. Thì đó, em nói rồi anh đừng có ngại gì hết. Tất cả bên đây ai cũng giống như ai. Anh biết không, tới ông già em cùng ở đây. Tại cái chuyện mọi người, mọi VIP, mọi tổng giám đốc, bí thư, biết qua đây tất tần tật. Chắc thơm. Chắc. Em biết mặt hết mà không nhớ tên thôi. Nhưng mà nè. Sao anh? Chú là khác. Chú là doanh nhân tự do. Còn tôi là cán bộ nhà nước. Chơi vậy tôi thấy vẫn nhầm mạo hiểm á. Không sao hết, đây là vùng đất của giải trí. Mọi người qua đây giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc, đúng không? Ừ. Anh thấy tất cả những tay chơi hôm nay, người nào cũng bằng tuổi anh, có khi nhỏ tuổi hơn, mà họ vẫn chơi một cách rất thoải mái. Đúng chưa? Em thì rất là thương anh, cả đời cực nhọc, hy sinh cho đất nước. Bây giờ đến tuổi này thì phải biết hưởng thụ. Ở cái thời cực nhọc của chú nói làm cái gì? Qua rồi, quên đi. Mình đàn ông mà, ngần ngại gì, cứ thoải mái, xả láng. Ok. Cái câu này nghe quen nha. Đàn ông mà anh hai. Được rồi, làm. Dạ. Bây giờ. Đúng rồi. Mấy em ơi, đây xem đi. Gì đây? Đây là quà tặng của casino, dành tặng cho những người thắng trên 10.000 đô. Là sao? Có nghĩa là cứ mỗi khách hàng nào vào đây chơi thắng trên 10.000 sẽ được free một em. Bây giờ anh cứ chọn thoải mái. Cái này chưa quen. Không, có gì đâu mà chưa quen. Anh cứ chọn rồi giúp cho em một vé. Anh quê quá. Có nghĩa ở đây là cho các em phục vụ anh từ A cho tới Z. Sao? Các em, có ai nói được tiếng Việt không? Dạ có. Dạ em biết nói tiếng Việt. À này, à, bé này được nè. Nhìn con. Ủa gỡ kiếm ra đeo kiếm hoài. Đó. Rồi coi. Dạ. Em tự giới thiệu em đi. Em tên là
Thi Yến, em là người Thái gốc Việt. Con ai Thi Yến? Sao? Dạ, em là người Việt gốc Cam. Người Việt gốc Cam? Cam là sao em? Dạ, Cam là Cam Bon. Campuchia. Mấy cô này vui thiệt. Rồi, bây giờ còn một em nữa. Áo tím kìa. Em tên gì? Em tên bé Ba, năm nay 20 tuổi, em ở Sóc Trăng. Anh? Sóc Trăng. Sao? Miền Tây. Miền Tây. Chào em. Thôi, em thấy thôi bây giờ anh cứ bợ gốc ớt đi, còn để gốc cam lại cho em ha. Còn em, anh hẹn lần sau. Anh sao hẹn lần sau? Lần sau đi mà. Đi nghe lời anh ha. Bây giờ hai em vào chổng, đợi em một chút xíu. Ok. Rồi. Em ngồi đi, tại sao không lo lắng cho anh hai của anh? Anh, em chăm sóc anh hai. À được em, tự nhiên em cứ ngồi tự nhiên đi. À hãy hãy, rót rượu mời cô Yến chứ. À dạ, hết rượu rồi, thôi em đi lấy luôn. Rồi, một chai. Em đi nhớ chăm sóc anh hai cẩn thận nha. Em nói là em người Việt gốc Thái. Dạ. Ba em là người Việt, mẹ em là người Thái. Em sinh ra là giờ lớn lên ở đất Thái. Dạ. Rồi có khi nào em về Việt Nam không? Hồi ba em còn sống á, còn làm ra tiền thì được về. Bây giờ ba em mất rồi, túng quẫn quá. Em mới vô đây làm, đây là ngày đầu tiên em đi làm. Ngày đầu tiên à? Nếu thật vậy thì tội nghiệp quá ha. Khi nào có việc về Việt Nam, gọi điện cho tôi nha. Dạ, vậy ở bên Việt Nam anh làm gì đâu? Cũng là ăn bình thường thôi. Đây là đây, xin trân trọng giới thiệu. Đây là một đại gia rất có tiếng trong cái sòng bài casino. Ông cho em, tất cả các sòng bên này đều rất sợ ổng. Xin phép. Xin chào. Nghe chú Hải nói nhiều về anh, hôm nay mới được gặp. Thân thành, thân thành. Xin mời. Tôi là bạn kết nghĩa với lại chú Hải. Mà anh hai cũng là kết nghĩa với chú Hải. Vậy là mình là anh em một nhà phải không? Để ăn mừng cho cuộc gặp gỡ rất vui này, chúng ta hãy cùng nhau cùng ly nhé. Rồi xin mời. Rồi. Xin mời anh hai. Xin mời. Nghe nói anh hai cũng đang thắng đậm phải không? Không đậm lắm đâu. Anh hai à, đánh bài đó cũng là một chiến trường sinh tử. Yeah. Mình không chết thì nó chết. Có nhiều người anh hai thấy không, thua thì tối mắt mà thua, tối mắt rồi quẩn trí, tới hồi số đỏ lên ăn không dám ăn. Thấy anh hai thấy không, như vậy là không được. Ông trên đây thì quá nhiều kinh nghiệm rồi. Lần này chắc tôi phải xin làm đệ tử để học hỏi kinh nghiệm quá. Chú Hải. Chú Hải biết không, đánh bài cũng như là đi câu cá vậy. Người câu cá mới biết lúc nào con cá nó ăn, con cá nào nó ăn mồi gì, con cá này ăn mồi gì, cá này ăn mồi gì. Wow. Trời nắng câu sao, trời mưa câu sao. Chứ đâu phải là sách cần câu ra bờ sông rồi có cần câu, có lưỡi câu rồi quăng là nó ăn đâu. Rất giỏi, ngưỡng mộ sư phụ. Ý nghe nói lần nào qua đây ông Giang cũng thắng lớn hết phải không? Em biết à? Không, em nghe nói thôi. Thưa ông còn chơi nữa không? Hay là tôi đổi tiền cho ông? Không, còn chơi nữa, chút nữa tôi còn chơi nữa mà. Sáng giờ ông Giang thắng bao nhiêu rồi? Chú Mập, thắng được bao nhiêu rồi? Dạ, gần 80.000 đô. Mới có 80.000 à? Ít vậy? 80.000 đô mà ông còn nói ít, bao nhiêu mới gọi là nhiều? 80.000 đô tính ra là hơn 1 tỷ tiền Việt mình rồi. Từ hồi sáng giờ anh hai chiến của tôi cũng chơi thắng được hơn 10.000. Ít thôi mà so với ông Chen thì quá ít. Anh cũng thắng được 10.000,
Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Mời. Dạ mời. À, anh Ai Chiến nè, hay là hôm nay anh theo ông Chen đánh đồng một bữa đi. Đúng rồi, mình đánh cho xong bài này nghèo luôn anh. Anh Hai à, mình nghèo thì có. Anh Hai, máy móc bây giờ nó tân tiến lắm, mình chơi không có lại nó đâu. Yeah. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng là do con người tạo ra nó. Đúng đúng. Mình nắm được nguyên lý, nguyên tắc của nó. Xin lỗi với anh Hai ha. Tiền nó chui vô túi của mình. À mà anh Hai biết, tiền này là tiền hợp pháp với anh Hai. Ông anh quả là rất nhiều kinh nghiệm. Xin mời. Xin mời. Rót rượu hả? Đây, 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 đây. Xin mời. Chúc mừng kinh nghiệm của ông anh. Anh Hai à, theo tôi đoán này, bữa nay là ngày cái máy nó sẽ trả giá lại đó. Nó sẽ đổ ruột với mình đó. Anh Hai, yếu vốn hay không? À yên tâm, yếu vốn thì yên tâm. Tôi sẽ cho anh Hai mượn. Cảm ơn. Vài 300,000 đô đối với tôi không thành vấn đề gì đâu. Tình cảm anh em là trên hết mà. Anh Hai thấy chưa? Như vậy mới gọi là dân chơi. Cho một cách thoải mái. Mới vừa nghe nói thôi mà tôi thấy ấm bụng rồi đó. Anh Hai nè, bữa nay mình theo ông Trang một bữa đi. À xin lỗi anh Hai nè. Anh Hai tuổi gì? Có cần thiết lắm không? Cần lắm chứ. À, hả? Hợi. Tuổi Hợi phải không? À anh sinh ngày mấy tháng mấy? 8 tháng 8. 8 tháng 8. Ban ngày hay ban đêm? Buổi sáng. Buổi sáng à? Ây chà, không ổn rồi anh Hai ơi. Xấu lắm, giờ này không ổn đâu. Yeah. Bây giờ dành cho anh Hai. Anh Hai cứ dịp lên trên phòng massage, tắm gội thoải mái cho mấy em út nó lo. Chừng nào đúng giờ hoàng đạo của anh Hai, tôi sẽ mời anh Hai xuống, tha hồ hai anh em mình hốt tiền. Đúng rồi, Yến. Bây giờ em đưa anh Hai Chiến lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Mình xuống nha. Anh Hai nên được xả xuông xong rồi xuống đây anh em mình sẽ hốt bạc. Sao anh kỳ không? Kỳ chuyện gì? Có người biết không? Anh biết không? Không sao hết, đây là quà khuyến mãi. Ừ. Xài thoải mái, không ai biết hết. Chắc chắn nha. Chắc chắn. Anh Hai xả xôi đi. Xả xuôi đi anh Hai. Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, hàng ngàn người dân điêu đứng, vậy mà không ai làm gì được, nghĩ cũng lạ. Bác có sao không? Con mới về à? Không sao. Hồi sáng ba chỉ mệt chút thôi. Hồi sáng trước khi đi làm con để thuốc ở nhà ba uống chưa? Ba quên mất. Ba uống thuốc liền đi ba. Trời bữa nay hơi lạnh, ba phải bận cho thêm áo vô cho nó ấm.
À, sau lúc trại á, ba thấy thằng Chiến nó về ăn cơm lúc nào cũng trễ hết. Nhà đơn chiếc chỉ có ba người mà cứ vắng cơm hoài, coi sao được. Dạ, con thấy từ hôm ảnh được đề bạt thế anh Tám tới nay, để anh Tám nghỉ hưu đó ba, con thấy công chuyện nhiều hơn lúc trước đó ba. Ba biết, nhưng mà người ta bày biện tiệc tùng thì mình biết từ chối chứ con. Nói gì thì nói, gia đình vẫn là cái gốc. Con cũng hiểu vậy, nhưng mà con phải thông cảm cho ảnh nên con không dám có ý kiến. Con nói vậy là không đúng đâu. Người ta thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Một con đê nó bị vỡ không phải tự nhiên nó vỡ, mà tại vì cái người quản lý nó chủ quan, không chịu để ý, nó có lỗ hà, lỗ hổng, cho nên khi lũ tràn về nó mới cuốn vỡ con đê đi. Lúc đó mới đầu gõ mỏ đánh trống kêu cứu sùm, tất cả đều muộn rồi con à. Con hiểu ý ba, nhưng mà tánh chồng con ba đã biết rồi đó, ảnh tự ái dữ lắm. Tự ái cũng phải nói. Ba nói cho con biết, có chuyện gì xảy ra đó, con là người đầu tiên phải gánh chịu. Con nên nhớ lời ba dặn đó. Dạ con nhớ. À, mà sao dạo này ba không thấy thằng Trung với Hậu nó điện về thăm ba? Bộ nó quên ông nội đó rồi sao? Dạ đâu có đâu ba. Lúc này tụi nó chuẩn bị thi. Hôm qua, không, cách đây mấy hôm á, thằng Trung nó có gọi điện cho con. Nó nói là nó thi xong sẽ về thăm ba. Nó nhớ ông nội lắm, chứ làm sao quên ba được. Vậy ba tưởng nó quên ba rồi. Ba, ba thấy trong người ba sao rồi? Cũng đỡ rồi. Vậy ba ngồi đây nghỉ ha. Con vô nấu cơm cho ba với anh Chiến ăn để trễ nha ba. Mà liệu nó có về ăn cơm không? Ba, con mới về ba. Ủa, sao hôm nay về sớm vậy? Dạ, con chuẩn bị đi Hà Nội học. Chân ba sao rồi ba? Cũng lúc này lúc khác, chưa ổn lắm con. Ba ơi, hả? Có quà cho ba. Cái gì vậy? Cao hậu cốt nè ba. Là quý nè ba. Cảm ơn con. Nhưng mà liệu có bảo đảm không? Chứ cái ba gì quý ấy hay bị giả lắm con à. Ba an tâm đi mà. Bạn con là giám đốc cơ quan xuất nhập khẩu, đi nước ngoài rất là thường xuyên. Ba của ông ta cũng bị cái chân như ba vậy đó. Rồi con có kể trường hợp của ba ông ta nghe. Ông ta chia cho một lạng nữa ba, giá hội nghị đó ba. Giá hội nghị à? Dạ. Ở cương vị của con bây giờ, cái gì giá hội nghị là phải có chừng nghe con. Ba ơi, ba lo xa quá. Ba nhìn con ba coi, đầu hai thứ tóc rồi, dễ dàng gì bị tụi xấu nó gạt ba. Con nói vậy ba cũng yên tâm, nhưng điều ba muốn nhắc con một điều. Thời chiến tranh, kẻ thù nó lộ mặt rõ ràng. Còn cái thời mở cửa kinh tế thị trường này, kẻ thù giấu mặt, khó phân biệt lắm nha con. Dạ. Tôi xin lỗi ba. Alo, Hải hả? Chuyển đây. Không được đâu. Sáng giờ Hà Nội họp rồi, trường đã dứt khoát và phải ăn cơm nhà. Sao? Có Yến hả? Nè nè nè, thôi để đi Hà Nội họp thì tính nha. Thôi nghe, bye ha. Thằng mấy đứa bạn, nó biết con sắp đi Hà Nội họp, định tổ chức tiệc chia tay, nhưng mà con từ chối. Con từ chối như vậy là đúng. Dạ. Con biết không? Lâu nay
có bữa không về ăn cơm, bữa không về vợ con nó buồn lắm, nhưng nó không dám nói cho con biết đâu. Dạ con cũng biết vậy ba, nhưng mà quá thật rằng có những tiệc tùng mà con không thể nào từ chối được ba. Ba biết, nhưng ba nói cho con nghe, tất cả đều phù phiếm hết, chỉ có gia đình mới là cái gốc. Phải dạ. Cố mà giữ con à. Dạ. Sau này khi tới tuổi ba rồi con sẽ hiểu những điều ba nói. Dạ. Để con đưa ba vô trong nghỉ nha ba. Cẩn thận ba. Hè Dương, Hè Dương, có nhà không? Có xe chắc có nói nhà rồi. Hai tiếng rồi. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Ê, mà công nhận nha, cái mặt dài vậy á, mà giọng còn trẻ ghê nha. Ai nói mày tao già? So với nó thì mày già thiệt, tóc bạc hết trơn hết rồi. Nhưng mà nè, những cái lão ghiền trà này qua đây làm cái gì? Ghiền trà gì? Mày thấy nó vậy chứ, gặp chuyện á, nó cũng á, mấy chục ly xe chừng á. chắc không. Một sĩ nè. Rồi, vô ngồi đi. Nhà mới sửa hả? Trời ơi, đúng là mắt viên chính xác nha. Cái sửa nhà cái ông phát hiện liền rồi đó. Hai Chiến. Gì? Bữa nay tụi tao qua đây rủ mày đi Tây Ninh. Ủa? Chứ vậy? Đám dỗ thằng Hùng. Ừ. Với lại sẵn dịp nghe nói mày mới mua xe phải không? Rửa cái xe của mày luôn. Trời ơi, người thì là qua kiểm tra nhà cửa, người thì kiểm kê tài sản, mới mua xe biết liền vậy đó. Trời ơi, hay quá trời. Ê, đi đám dỗ chứ mày. Ủa, đám dỗ ai? Thì đám dỗ thằng Hùng. Thằng Hùng nào kìa? Thằng Hùng chết ở CC4 năm 81. À, nhớ chưa? À, nhớ rồi. Thằng Hùng này dễ thương lắm nha. Ừ. Nhưng mà thôi, nhưng vậy gì? Đi cái đó xong, sẵn dịp là rửa cái xe của mày này luôn. Ừ. Sao? Cái xe mua nhiêu rồi? 300. Ừ. Cái xe này mà 300, tao ngó thấy cái xe này á, ít nhất phải 500-600. Trời ơi, hội cựu chiến binh mà rành giá cả xe quá ha. Nói thiệt anh là người ta có bớt em chút đỉnh. Được chưa? Tất nhiên là giá hữu nghị gì phải không? Đúng rồi. Vậy nói vậy đi. Ê, rồi có đi không? Trả lời. Chiều nay có cái cuộc họp đi chưa? Bữa nay mà họp. Gì có ngày họp hoài vậy? Thôi vậy nè, cái chuyện đó tính sau đi. Cái con nhỏ giám đốc gì công ty Hoàng Yến gì đó. Tại sao? Nó lại gì với mày á? Đẹp. Cháu. Thầy cháu. Cháu thầy cháu. Đừng có giỡn cha. Cháu nghiêm chỉnh. Cháu làm sao? Mà cháu làm sao? Cháu ruột hay là cháu bà con? Hay cháu nuôi? Con gì nuôi không ăn mày? Thôi cha, uống nước cho tôi cái nè. Rồi. Uống luôn. Con của thằng bạn chiến đấu bên mặt trận Campuchia với mình, thằng Tân. Không nhớ, hỏi khác không à? Tân à, tao nhớ rồi. Thằng Tân á, anh của thằng Thuận á. Sao? Ở đó ưa kia nó Tân Thuận đó. Thôi cha, hết này tới thằng kia. Thằng Tân ở trung đội khác, lúc đó tao kêu chuyển gì trung đội tụi bay không biết đâu. Thôi vậy rồi. Qua, tao hỏi. Bây giờ này mày nói là con nhỏ đó đó, con nhỏ mà công ty Hoàng Yến gì đó. Rồi. Là con của thằng bạn mày đúng không? Ừ. Rồi nó kêu mày bằng cái gì? Chú. Chú đó. Trời. Thôi nghe. Mày giờ muốn nói gì công ty Hoàng Yến nói đi. Rồi tao nói nè. Tao nghe nói công ty đó đó buôn bán hàng độc không đó mày. Ừ. Vậy hả? Ừ. Mà thôi đi, cái chuyện đó tính sau. Bây giờ trả lời dứt khoát nó nè. Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép. Cô ta kinh doanh. Tao có mắt mới đâu mà mày nói hàng độc. Tao có nói mày mắc gì trong đó đâu. À. Thì cả tỉnh này ai cũng tín nhiệm mày. Không lẽ tao không tin hay sao? Đúng không? À. Ừ, nhưng mà thôi, cái chuyện đó tính sau đi. Cái vụ đi lên Tây Ninh nè, có đi được không? Nó nói không đi rồi. Được rồi, không đi.
thì tao với mày phải đi. Tại lâu lắm rồi không có lên trển thăm mấy đứa tụi nó, phải đi thôi. Rồi, bữa nay mới đi. Hai đứa đi bằng xe gì? Thì Honda. Chứ không lẽ lấy xe công mà đi đám giỗ mày? Nhưng mà tao thấy bữa nay là trời nắng gắt đó nha. Tây Ninh thì nắng cũng dữ dàng lắm. Chứ Honda là chịu không nổi đâu. Vậy chứ mày tính sao? Thôi giờ vậy đi. Nếu tao quản cuộc họp được thì mắt mắt trời kê lấy xe, ba anh em đi luôn. Ok. Ê, nó nói mày nghe rõ nghe. Mày nhớ nghe. Nói là phải nhớ nghe. Thôi giờ quyết định vậy nha. Thì quyết định. Bây giờ trong khi chờ đợi, thử cho này nè. Mày nói là mấy chục chai hay gì? Nó dữ lắm. Làm lại đây. Để tao dàn xếp chuyện họp hành cái đã. Lại đây nha. Giờ chuẩn bị ha. Chờ nha. Lại lẹ nghe. Lúc này ê, tao thấy nó hình như lúc này nó có cái gì hơi khác khác mày ơi. Có gì đâu, thì em nhậu tiệc tùng là chuyện bình thường. Chú Bảy. Thì chú Bảy tụi con mới qua. Chú Bảy ngồi. Chú Bảy sao lúc này có tụi con la ra được không chú? Cũng yếu lắm rồi. Con nghe nói cái chân của chú Bảy nó hành chú Bảy dữ lắm hả chú Bảy? Ôi, tuổi già đi đôi với bệnh tật, đó là quy luật của trời đất, có lạ đâu cháu. Chú còn khỏe lắm. Có thiệt chứ mà mai mốt mà tụi cháu mà bằng tuổi chú, không biết có còn khỏe được như chú gì không. Đầu óc thanh thản như sao giỏi đây, chắc chắn là thọ hơn chú rồi. Chú Bảy thấy vậy chứ thằng này nó không có thanh thản đâu. Bị nó làm viện kiểm sát mà, cho mình thấy vậy chứ nó cũng mệt lắm. Thanh thản hay không á là do cái tâm mình, chứ đâu phải vì công việc á mà căng thẳng đâu. Có những người á đã về hưu rồi mà đầu óc đâu có thanh thản, nhưng có những người á đang làm việc nhưng đầu óc vẫn thanh thản như thường, giống như theo dõi đây. Chú nói vậy thôi chứ còn cháu không thanh thản lắm đâu. Ủa sao vậy? Tại vì có những vụ án mà khi cháu phải ký lệnh khởi tố rồi suy nghĩ trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ được hả chú? Vụ án gì? Ví dụ những vụ án về kinh tế mà những người phạm tội là những người có chức có quyền, khi ký lệnh đau lắm chứ. Đúng, đau lắm. Nhưng mà đó là những vụ án về kinh tế. Chú hỏi cháu nè. Từ ngày cháu làm việc tới giờ, cháu có ký khởi tố cái vụ nào mà xả nước thải làm ô nhiễm môi trường chưa? Nào giờ mày có ký cái vụ đó lần nào chưa? Chưa. Dạ chưa. Nó chưa ký chú Bảy ơi. Nó chưa ký. Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có vụ án về kinh tế mới tác hại, còn những vụ án về ô nhiễm môi trường không có tác hại gì sao? Dạ, có lẽ do cái quy định của mình cũng chưa cụ thể lắm. Với chú cũng thấy đó, nội xử ba cái vụ án về kinh tế không cũng đủ nhức đầu lắm rồi. Nhưng mà tôi thấy những vụ án kinh tế chúng ta có thể đếm bằng con số, còn xả nước thải gây ô nhiễm môi trường á, nó di hại, nó tác hại chẳng những thế hệ chúng ta rồi còn thế hệ sau này nữa, tại sao chúng ta lại không xử? Ôi, chú Bảy, 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 chú thôi. Đi đi bệnh viện ngay. Đưa đi bệnh viện. Đi. Đi đi. Đi đi. Tôi gắn bài, Tôi cầm hốt xem em ơi. Chị, nghe được chưa?
Được rồi đó, em coi chị sao. Thiếu cái gì vậy? Thôi, chờ chút thì thiếu cái gì. Nè, em sửa lại cho. Đó, chỗ này cô chú đứng đẹp nhiều quá nha. Được rồi mà. Hả? Đó, tôi sờ kiếp lại coi. Thấy không? Đẹp liền thấy không? Điểm lên cái xinh ghê. Chào mấy đứa. Chị chào mấy đứa. Dạ, xong rồi. Coi, chị ơi, được chưa chị? Ừ, đẹp rồi đó. Ê, chị ơi, chị liệu có gì trục trặc không? Có gì mà trục trặc, chị tính toán hết rồi, mới nó yên tâm đi ha. Làm mặt tiếp đi. Dạ, chị tính hết rồi. Ừ, làm mặt tiếp đi nữa. Chị ơi, hoàn cảnh gia đình em á, cha thì mất sớm, má ở dưới quê thì không có ruộng, phải làm lụng vất vả để nuôi năm người con. Chị, chuyến này đi mà có tiền gửi về cho má, em cảm ơn chị suốt đời. Có gì đâu mà cảm ơn chị, chị giúp được là chị giúp hết á. Qua bên đó mấy đứa đứa sẽ được ứng lương mà nè. Mấy đứa sẽ là nhân viên chính thức của công ty mình. Thiệt vậy hả chị? À, qua bên đó nè, mấy đứa vừa làm công việc nhẹ nhàng, lương cao. Mà nhất là mấy đứa phải ngoan mà biết nghe lời. Thì như vậy, muốn ứng bao nhiêu lên cũng được hết. Dạ, làm gì muốn ứng bao nhiêu cũng được hả chị? Ừ, ai cũng ngoan hết á. Dạ, 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 ừ, là chị thích rồi. Dạ. Đợi chị tí nha. Dạ, vâng. Đúng rồi nha. Yên tâm đi, gia đình mình sẽ hết nghèo thôi. Ừ, đúng rồi đó. Alo, anh Hải hả? Ừ, anh tới đưa mấy em đi liền đi nha. Mấy đứa đang có mặt tại công ty nè. Ừ, tới liền nha. Rồi em đợi. Mấy đứa con người tới đưa đi đó. Dạ, mặt tiếp mấy đứa. Chào em. Ủa, tới lẹ quá. Chào anh. À, giới thiệu với anh, đây là mấy em là nhân viên mới của công ty mình. Okay. Dạ, giới thiệu mấy đứa, đây là anh Hải, tổng giám đốc công ty Hoàng Hải. Người có mối quan hệ làm ăn rất là mật thiết với công ty Hoàng Yến của chúng ta. Tự nhiên biết. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà trước mắt thì em phải giới thiệu tên các em cho anh biết chứ. Em quên, đây, đây là Huệ, đây là Mai, đây là Hoa, còn đây là Hồng. Ok, được rồi, bây giờ các em đi theo nhân viên của anh. Mình xuống dưới có một chiếc xe đợi tụi em. Dạ. Rồi mình sẽ đi qua bên chi nhánh công ty ha. Đi liền bây giờ hả anh? Cũng bị, đi liền bây giờ. Dạ, 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 đợi. Chị này đẹp quá anh ơi. Được không? Được. Rồi đưa tụi nó xuống dưới. Dạ. Qua bên đó công việc cụ thể gì? Vô làm việc nha. Dạ, cảm ơn chị. Chào chị em đi. Đi đi em. Dạ, 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 chị em đi. Nè, mấy em đi đi anh. Tốt nha. Dạ. Em, Yến, bây giờ xuống dưới dặn tài xế rồi anh lên. Ok. Vậy thôi tối mai. Ừ, hứa đó nha. Ừ, em thương mà. Được chưa? Ừ, bye anh. Mọi chuyện xong. Xong rồi hả anh? Ừ. Uống gì không để em lấy. Thôi, không cần uống nữa. Các thứ đó để lại cho anh Hai Chiến đi. Anh ruột của chúng ta mà. Tốt quá ha. Tốt chứ. Nhưng mà phải cẩn thận. Chứ không thôi thì anh Hai bắt gặp thằng em rể quen với lại chị dâu thì mệt lắm. Anh không làm thì mắc gì anh tới sợ. Có làm không? Nhưng em ơi, tất cả chỉ vì công việc. Em thấy đó, anh đâu có cố tình đâu. Nhưng mà sau đợt này nha, chắc anh phải làm lữ bố. Anh sẽ giết Đổng Trác để cứu lại điêu thuyền. Đổng Trác nào? Đổng Trác hả? Thì Đổng Trác chen nó. Anh đau lòng lắm em biết không? Tại vì suốt ngày thấy hai con dê vàng, một con là ông Hai Chiến, một con là ông Chen, suốt ngày cứ bám lấy em, nhìn là ứa gan rồi. Đau lòng không? Đau lòng chứ sao không đau. Đau lòng quá thì trả lại công ty Hoàng Hải đi. Ơ, sao lại trả? Em nên nhớ rằng công ty Hoàng Hải của anh có hai đại gia lớn đứng phía sau. Còn em, chẳng phải là do Hai Chiến lập ra sao? Bộ công ty Hoàng Yến của em ăn một mình hả? Thì không phải một mình. Nhưng mà em ơi, đời là của tạm xài chung. Xài rồi trả lại thì vô cùng biết ơn. Đúng không?
Nhắc lại chuyện của ông Chen nữa nhớ. Lần này là tiêu rồi. Chuyện gì? Chuyện của ông Chen. Chuyện công ty ổng thải chất thải ra môi trường đó hả? Chính xác. Ủa sao em nghe vụ đó? Anh Hai Chiến nhà mình giải quyết ổn thỏa rồi mà. BC36 xuống kiểm tra gì đó. Chuyện này thì em khờ dại quá. Anh Hai Chiến của chúng ta chỉ lo được những chuyện trong huyện, trong tỉnh và trong quận thôi. Còn chuyện này em biết bây giờ nó lan ra tới biển rồi, muộn màng hết rồi. Anh khéo lo xa rồi mấy ông cũng giải quyết được thôi. Nhưng công ty của em nè, làm ăn bình thường đó, có gì đâu, đâu ai dám tới hỏi đâu. Đâu có ai mà dạy gì đụng tới người yêu của lãnh đạo tỉnh, đúng không? Rất tốt. Alo. Ừ. Rồi rồi, đưa ảnh lên đi. Hai Chiến tới. Em của anh giỏi thật. Không những hệ thống an ninh của em thật là kỹ lưỡng, mà ngay cả công việc của em lo, mọi thứ đều trót lọt. Để coi anh nhớ ơi, cái lần mà Hai Chiến đã ký cho em vay vốn ngân hàng 300 triệu, 300 trong một tuần, em lấy được 3 tỷ. Em của anh rất là giỏi. Có gì đâu, tại anh giám đốc ngân hàng bên đó cũng là nằm trong mối quan hệ làm ăn với em, dễ dàng mà. Ừ, ngưỡng mộ. Dạ, mời anh vô. Anh. Chào em. Sao bữa nay tới sớm vậy? Dạ, tại vì em đến để mà gửi chị Hai số tiền mà tụi em mới vừa ký hợp đồng lô hàng điện tử. Lời lắm anh Hai. Trúng lắm anh. Mừng không? Mừng. Phải vui chứ. Vui cái gì? Làm ăn kiểu này tôi vô tù như chơi đó. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao vậy anh Hai? Còn em nữa. Quỹ bảo trợ ha, em nói em mượn là 300 triệu. Bây giờ thành 3 tỷ là sao? Thì bữa đó... Sao? Tôi hiểu rồi. Khi tôi viết cái khoản tiền bằng số, chưa kịp viết cái khoản tiền bằng chữ thì em vô chọt lấy, thêm số không vào, thành 3 tỷ đúng không? Có gì đâu anh nóng như vậy. Bây giờ làm sao đây? Không nóng sao được? Lấy tiền quỹ công ty trả thôi. Mấy tỷ mà làm thế ghê quá. Ở kia. Tiền của ai? Của em à? Tiền của ông Trang kia mà. Sao tự nhiên anh nóng như em vậy? Alo. Ừ, đón lên đi. Ông Trang tới đó. Ông Trang. Công ty ông Chen thì dính gì với tôi? Bắt tôi phải can thiệp vậy? Phải gọi điện thoại cho BC36 đi quản kiểm tra lại. Sao nhiều chuyện rắc rối vậy? Còn cậu nữa cậu Hải, dính tới băng Dũng Kiều ở Hà Nội, báo cậu biết danh sách tóm gọn người đó hết rồi. Ngày mai sẽ tới thành phố, danh sách thành phố có tên cậu, hiểu không đó? Anh Hai. Chào anh Hai. Xin chào. Nghe anh Hai tới tôi chạy qua liền. Ngồi anh Hai. Xin mời. Có chuyện gì không Chen? Anh Hai ơi, kia này chắc tôi sạc nghiệp phá sản của anh Hai à. Vì vậy bình tĩnh trên vai có nào. Anh Hai, mình là chỗ bạn bè anh em với nhau. Người ta nói có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, phải không anh Hai? Rồi, sao nữa? Công ty của tôi đang bị báo chí phanh phui vụ thải nước độc ra sông Giang Giấy. Nước đen nó tràn ra cái biển. Điều này nếu mà tôi bồi thường cái 100.000 tỷ có thì ở tù anh Hai à. Chết tôi anh Hai ơi. Anh Hai cứu tôi anh Hai. Bình tĩnh ông Chen. Anh tưởng tôi là cấp nào nữa? Không cao lắm đâu, cấp cao cũng thua nữa. Mà báo cho ông biết, có trời xuống đây cũng bó tay thôi. Trời gì anh Hai, chỉ có anh cứu tôi thôi anh Hai à. Mình là chỗ bạn bè anh em với nhau. Anh nghĩ đi, tôi cưới cô Yến từ bên kia đem về đây cho anh, mua nhà cho anh sống chung với cô Yến nữa. Anh Hai,
chiếc xe hơi mà anh đang chạy đó của tôi tặng cho anh Hai chứ. Còn nữa, cả $100,000 anh Hai thu bài bên casino tôi chưa có động tới anh Hai à. Mới đây nè. Sao? Mới đây sao? Mượn tôi 2 tỷ để thành lập cái công ty này cho cô Yến. Có giấy tờ hẳn hoi nè anh Hai à. Ông Chen à, ông suy nghĩ lại đi. Tôi đã có thành ý rất nhiều đối với công ty của ông. Cụ thể là sao? Khi bên thanh tra yêu cầu thành lập ban thanh tra xuống kiểm tra, tôi xin dời lại. BC36 yêu cầu xuống kiểm tra cơ sở ông, tôi cũng xin quản lại. Để chi vậy? Để thông báo cho ông, để ông kịp thời có tình huống, có cái kế hoạch để mà đối phó, đúng chưa? Đó, tôi làm hết sức vì ông rồi. Anh Hai à, anh là một lãnh đạo cấp cao của tỉnh, chỉ cần anh chậm lại thôi anh Hai. Anh chậm lại thôi. Người ta nói có câu, cứt câu mà để lâu cũng quá buồn anh Hai à. Chuyện ở dưới đất mà chưa giải quyết được thì cái chuyện ở trên trời nó làm sao mà có cơ sở giải quyết. Tôi nói như vậy đúng không anh Hai? Không đúng. Tôi trì hoãn trong bao nhiêu lần rồi, tôi chậm lại trong bao nhiêu lần rồi. Còn bây giờ nhúng tay vào là chống lại Trung ương, ông hiểu chưa? Anh Hai, không phải chống, chậm lại anh Hai. Đừng chậm lại chứ phải chống anh Hai à. Tôi làm hết khả năng tôi rồi, bây giờ là ngoài sức của tôi. Tôi tuyên bố thẳng luôn, bây giờ các ông không có quyền gì ép buộc tôi phải can thiệp còn nữa. Xin chào. Hai chứ? Có đó hai chứ? Mập. Thưa ông. Ông Trần, chuyện gì thế này? Bình tĩnh. Cho anh Hai mượn thêm 20,000 đô. 20,000 đô nữa? Ừ. Vậy là từ sáng tới giờ là 100,000 đô đó anh. Hai chỉ nhớ 100,000 đô. Ok. Anh nhớ nha. Em lấy đây. Anh nhớ mà. Dạ. Nhanh lên. Đó là tiếng nói của Hai Chiến đó. Còn đây, đây là những tấm hình mà anh em mình đánh bài chụp được kỷ niệm nè Hai Chiến. Một cái dĩa này là cái dĩa gì đây? Nhớ rồi. Hôm đó anh em mình thua nhiều lắm. Hai anh em mình lên lầu xả suối nè Hai Chiến à. Còn cái dĩa nữa, cái đêm tân hôn của Hai Chiến với cô Yến cũng có trong này nữa nè. Mập à. Vâng. Cái giấy nợ mà anh Hai Chiến ký nợ 2 tỷ đó có đem theo không em? Tôi có. Cảm ơn. Các ông quá tốt với tôi. Anh à, bây giờ không muốn cả đám chết chìm, anh phải nghĩ cách để cứu đi. Anh ơi, cứu đi anh. Đúng rồi anh Hai, mọi chuyện giữ trong tầm kiểm soát. Anh cố gắng giải quyết đi, em nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi. Nghe anh. Anh, khi con tàu đã ở trên biển mà thấy lũ chuột nó xuất hiện ở trên bon tàu, có nghĩa là con tàu nó sắp bị chìm. Anh Hai Chiến, anh là thuyền trưởng đang lèo lái con tàu đó, anh phải tìm cách lèo lái cho con tàu nó có chìm. Anh phải lèo lái để cứu chúng ta Hai Chiến à. Thank you.
À, sắp đi thực tập đó con. Rồi rồi con an tâm đi. Có gì thì ba mẹ sẽ gửi ra cho. À, ông ở khỏe. Rồi, tập trung học hành nha con, học cho tốt nha. Rồi, bye bye con ha. Thôi nha. Ai gọi vậy anh? À, con Hậu. À, con Hậu. Nó có nói gì không anh? Nó nói là sắp đi thực tập. Nó sắp rồi đó mà. Rồi. À, nói gì quên á. Nó nhướng anh á. Rồi rồi rồi. Anh giữ gì? Anh nói có gì thì cần thì anh gửi đây cho. Chứ gửi lời thăm ông nội. Dạ. Không chưa? Xong rồi. Mà bây giờ anh chuẩn bị đi nữa hả? Đi học hội cựu chiến binh. À. Bà Đấu gọi đó. Chưa tới giờ đi đâu. Nhưng mà lâu ngày không gặp nên em nhớ quá. Chuẩn bị trước nha mà ha. Nếu mà họp cựu chiến binh thì anh đi đi anh. À. Bây giờ sao em thấy cựu chiến binh còn nhiều người tốt lắm đó anh. Chứ sao? Nhưng mà nếu mà cựu chiến binh tốt rồi mấy người còn lại sao không tốt hả? Đâu có, em đâu có nói với anh như vậy. Đất nước ta mà được như hiện nay á là cũng do nhiều người tốt góp công sức xây dựng chứ bộ. Rồi, em chứng minh xem. Anh thấy không? Khi hết chiến tranh, cựu chiến binh thì trở về với cuộc sống đời thường. Đúng rồi. Nhưng mà hầu hết họ là những người nghèo khổ nhất. Đúng không anh? Em nên nhớ nè, 64 tỉnh thành cả nước thì hội cựu chiến binh ở đâu cũng vậy, chứ không phải là riêng của tỉnh ta đâu em à. Đúng rồi. Nhưng mà nè, hôm nay tự nhiên bác sĩ vợ của tôi lại quan tâm vấn đề này là sao kìa. Có phải là chuyên môn của em đâu. Bác sĩ là nghề của xã hội. Mà bác sĩ cũng là một nghề có liên quan mật thiết với xã hội. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề này không phải em muốn nói với anh hôm nay. Vậy à? Nghe cái bà xã anh hôm nay muốn nói anh chuyện gì nè? Nói đi. Chuyện cô Yến. Yến nè. Bạn em à? Không. Em đâu có bạn là loại người đó. Vậy anh nói với anh chi? Vì cô ta là bạn gái của anh mà. Nè, đây không phải là chuyện giỡn nha. Em không giỡn. Em buồn lắm chứ. Nếu đó là sự thật. Em nghĩ sao? Em vẫn một lòng yêu thương và kính trọng anh. Ngay từ khi đồng đội đem anh về trạm quân y với vết thương rất nặng trên người, em đã từng chăm sóc thương tích cho anh. Những năm tháng đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời em. Và em rất tự hào mỗi khi nhắc tới kỷ niệm đó. Hương à, anh cũng vậy thôi. Đối với anh, em vừa là vợ, vừa là người yêu. Và cũng là người ân của anh. Anh không bao giờ quên những tháng ngày đó em mà. Nhưng bây giờ em thấy anh khác rồi. Anh khác làm sao? Chẳng lẽ khi ngồi vào cái ghế phó chủ tịch tỉnh, bản chất bộ đội cụ hồ anh không còn nữa. Đó là anh nói. Còn hành động anh làm đâu có đúng như vậy. Nhưng mà anh có làm gì sai trái đâu. Em đã đến gặp cô Yến. Phải công nhận là cô ta đẹp, có sức quyến rũ, mà lại khéo ăn nói. Bao nhiêu đó cũng đủ làm chết mệt những anh đàn ông ham của lạ. Cô ta anh... có nhận với em là có quen biết anh. Anh nhớ rồi. Hoàng Yến, giám đốc công ty của Yến đúng không? Trời ơi em ơi, con thằng bạn chiến đấu, thằng Tân, nó hy sinh rồi. Nhưng mà nè, anh nói cho em biết, anh chỉ quan hệ với Hoàng Yến trong tình chú cháu và trong công việc làm ăn thôi. Nha. Đúng vậy không? Đúng. Nhưng mà người ta đồn rằng tình cảm của anh với cô ta trên mức thông thường. Đó là tin đồn.
Mà cô ta có nói với em vậy không? Tất nhiên. Tất nhiên là đâu có ai chịu cha ăn cướp nếu chưa bắt được quả tang. Nhưng mà cô ta có giới thiệu bạn trai của cô ta cho em biết. Cậu ấy tên Hải Hảo gì đó, em quên mất. Lúc đó cậu ấy đang trong toilet. Khi cô Yến gọi thì cậu ta ra chào em. Cho dù như vậy nhưng em vẫn không tin. Anh đã nói đến lúc đó rồi mà anh không tin là tùy em thôi. Còn chuyện tới đầu anh khẳng định với em là sao? Những lời đồn đại đó là nhằm mục đích nói xấu các bộ lãnh đạo. Không có thật, em đừng có tin. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Ý, anh, em quên. Gì? Hôm qua, thằng Trung có gọi điện về cho em. Dạ, yeah. Dạ. À, rồi, em ngồi đây đi. Trung nói chuyện gì em? Nó nói là nó chuẩn bị thi. Mà nó nghe là bạn sinh viên của tụi nó sầm sì với nhau. Nói nó là con của cán bộ lãnh đạo cao cấp ở tỉnh. Muốn gì mà chẳng có. Thậm chí muốn đi học nước ngoài cũng được. Nó nói vậy em nghe được à? Nó còn đề nghị với em là từ đây trở về sau em với anh đừng gửi tiền cho nó ăn học nữa. Rồi tiền nó sai. Nó nói để nó tự lực đi kiếm tiền giống như những sinh viên nghèo học chung với nó vậy đó. Trời ơi, thằng Trung, anh không ngờ con mình là có những cái tư tưởng suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Nó còn nhỏ kia mà. Cho nên hôm nay em muốn nói với anh chuyện này. Chúng ta có hai đứa con, thằng Trung với con Hậu. Nó đã lớn khôn rồi anh ạ. Nó có cái suy nghĩ độc lập và lòng tự trọng của nó. Mỗi khi đối mặt với sinh viên ký túc xá quanh nó. Em là mẹ, vợ và là cũng là người đồng chí. Em cầu xin anh vì truyền thống tốt đẹp của gia đình mình, tương lai của thằng Trung với con Hậu, anh đừng bao giờ xa vào cạm bẫy của kẻ xấu. Khi hối hận chuyện đã muộn rồi anh ạ. Cảm ơn em đã nhắc nhở nha. Những điều quan trọng này. Alo. Hai Chiến nghe đây. Sao? Ông Kiên tới nước ngoài hả? Tôi biết được chuyện này. Không có lung tung nữa. Anh Hải, biết đâu rồi? Cái gì? Bị bắt hết rồi. Chân ba lúc này sao ba? Con thấy chân ba lúc này đã lúc trước ba hả? Rồi bệnh ho của ba cũng thấy bớt nhiều rồi. Ba uống nước rồi. Hôm nay con không đi làm. Dạ. Bữa nay con rảnh ba. Cho nên con thấy tình trạng sức khỏe của ba vậy đó. Rồi con muốn đưa ba ra ngoại thành hóng gió cho nó đổi không khí ba hả? Hóng gió? Dạ. Hay là đi chỗ nào khác nữa? Dạ, hôm nọ thì con cũng đi công tác ngoại thành, tình cờ gặp chú Sáu. Rồi chú Sáu có hỏi thăm về sức khỏe của ba. Con nói ba lúc này cũng đỡ rồi. Mà sao chú Sáu ca ngợi ba quá chừng vậy ba? Chú Sáu nói là nhớ ba lắm. Rồi vui miệng con hứa luôn là bữa nào con rảnh con chở ba ra thăm chú Sáu.
thăm chú Sáu. Dạ. Hay là có chuyện gì khác con? Hả? Con nói đi chứ. Ba, con muốn ba đi gặp chú Sáu giúp con. Chị, con nghĩ là là cái điều mà tôi lo lắng nhất, cái điều mà tôi bất an bất cụ đã trở thành hiện thực rồi sao? Bà ơi, bà giúp con ba, bà cứu con ra. Không, mày có gan làm thì hãy có gan chịu. Có về sống với bàn tan tao, để tao nói với ông Sáu một tiếng, cũng không bao giờ. Ba, mày là thằng con hư hỏng. Chuyện là như vậy đó, tao đã kể hết rồi. Tao thật không ngờ, hoàn toàn không ngờ hay chiến à. Chẳng lẽ không có giây phút nào mày nghĩ tới chú Bảy, tới vợ con mày à? Rồi họ sẽ sống như thế nào khi biết mày dính vào những băng nhóm cờ bạc tham nhũng đó? Rồi những người thân yêu của mày sẽ sống ra sao dưới ánh mắt khinh khi của mọi người khi có một người chồng, một người cha như mày? Mày trả lời tao đi, trả lời đi. Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời của tao, khi phải ký lệnh khởi tố mày hải chiến. Trong cái lỗi lầm của mày cũng có phần trách nhiệm của tao và bà Đấu. Cái chủ quan của tụi tao cho rằng cái chuyện tiệt tùng của mày chỉ là chuyện bình thường, vì cứ nghĩ mày là một chiến sĩ đã từng vào sanh ra tử, thì cái chuyện trước cám dỗ của tiền gái và bọn xấu không ảnh hưởng gì. Ba đứa mình đã đi gần hết cuộc đời, lẽ ra nó sẽ đẹp biết bao nhiêu khi là tấm gương chung thủy tình bạn bè cho con cháu sau này nói theo. Tao đau lắm. Bây giờ trước mặt tôi về, tao nhận hết tội lỗi do ta, lỗi tại ta. Chiến đấu đất thân của ta,
Tao xin hai đứa mày hãy đại diện tao trong những ngày sắp tới, lo cho gia đình tao vượt qua những khó khăn sắp tới. Còn tao, như lời ba tao nói, tao cố gắng làm, phải cố gắng chịu, phải cố gắng chịu. Mày làm gì vậy? Đừng có người ra đi! Đừng có người ra đi! Mày không được chết! Mày phải sống! Mày phải là tấm gương phản diện, phản chiếu cho tất cả những thằng có chức có quyền như mày sắp sa ngã. Phải lấy đó mà làm gương. Đây, đây là trận chiến đấu cuối cùng của ba đứa tụi mình. Và cái chính là của mày. Mày hiểu không? Sao giỏi? Ký lệnh khởi tố nó đi. Ngày đi.